Recording in progress. Okay, it's this evening. Hello. Hello. Hello, teacher. Yes, very good. Firstly, since it's a trial test, and I will introduce a little bit about myself. Hello, G. Hello, G. Hello, G. Hello, G. Hello, G. Là yêu cầu cô nói tiếng Việt. Dạ. Cần là sẵn sàng học chưa nhỉ? Vâng. Okay. Vậy bây giờ con ngồi nghiêm túc lại nha. Con ngồi nghiêm túc nào. Được chưa? Nếu như mà con không hiểu thì con cứ nói với cô là con không hiểu, được chưa? Cô sẽ giải thích lại cho con, không sao hết. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nha. Vâng ạ. Okay. Firstly, this is a trial test, and I will introduce a little bit about myself. My name is Phuc. You can call me Phuc or Jenny. Jenny is just my name. So, can you give some information about yourself? What is your name? What is your name? What's the My name is T. T. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, very good. So, how old are you? 13. Now, listen. How old are you? That's it. Anh vẫn đây của mình. Bạn khỏe hơn không? Bao nhiêu tuổi? I'm 8 years old. Okay. Con cố gắng tương tác nhiều với cô này không nhỉ? Có gì không hiểu thì cô nói rồi, con cứ hỏi cô được chưa? Mình cố gắng tương tác nhiều với cô nha. Okay. Cố gắng tập trung, tương tác nhiều với cô được chưa nào? Thoải mái nào? Vâng. Ừ, ok, không sao hết. Ok, so which race are you in? Race are you in? Race, con có biết nghĩa của từ đó không? Tuổi. No. Ừ. Nghĩa là gì nhỉ? Đó là lớp được chưa? Hoặc là khối. Khối lớp còn đang theo. Được chưa? Nó bằng với lớp. Đó. Khối lớp. Ừ, con bây giờ con học lớp mấy nhỉ? Wow. Cô hỏi con học lớp mấy? Tiếng Anh lớp hay là tiếng Anh hả bạn? Con không tiếng Anh. Cô sẽ hướng dẫn con trả lời, không sao hết. Nào mạnh dạn nào, tự tin lên. Bây giờ con học lớp mấy nhỉ? Anh nói đi. Vâng. Ừ, con học lớp mấy con học rồi? Lớp mấy? Con học lớp 3. Lớp 3 à? Ừ vậy. Số 3 trong tiếng Anh sẽ là gì nhỉ? She. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ trả lời hoàn chỉnh cả câu nha. I am in race 3. I am in race. Nào con cố gắng nào. To create. Nó có âm đi cuối nên con cố gắng không bật âm cuối cho cô nha. And đi sau được chưa? Âm mất lắm, âm đi được chưa? Mà mình rest. Great. Rest. Nào cố gắng bật âm cuối cho cô nha. Great. Rest. Âm cuối nào, âm đi nè. Được chưa? Con cố gắng bật cho cô nha. The great. Taurus. No. Nghe lại nào. Ok, nghe lại nha. The race.
Great. Nhưng mà có âm âm đi cuối được chưa? Thì con cố gắng nào. Được được chưa? Mình nhưng mà mình không nên đọc rõ ra. Được chưa nhỉ? Mình đọc lại nha. Great. Great. Nào, mình đọc to nhưng mà mình đọc rõ cho cô nha. Lại nào. Great. Great. Nào, great. Great. Được chưa? Âm đờ cuối nhưng mà mình đọc không rõ âm đờ đâu nha. Mình đọc lướt thôi, rất là nhanh. Nhưng mà cố gắng bật âm cuối cho cô nha. Great. Great. Nào, đọc lại. Ok, try your best. Cố gắng hết mình nào. Bây giờ cô sẽ đọc từng từ một cho con nha. Great. Great. Được chưa? Xong hả? Âm cuối sẽ là gì? Được chưa? Great. Three. Không phải three. Nào, cố gắng lại nào. Great. 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 D. Nhưng mà D này. Được chưa? Great. Three. Ok. Con cố gắng nhiều hơn nha. Khó không con? Cố gắng hơn. Khó không? Hơi khó. Hơi khó. Ok, hơi khó. Cố gắng nhiều hơn nha. À, con có nghe rõ không? Có. Ừ, có. Vậy thì mình cố gắng lại một lần nữa nha. Được chưa? Ok. Good. Great. Được chưa? Great. Great. Nào, con cố gắng đừng có đọc dính lại với nhau thôi con đọc từng từ với cô trước cũng được. Con đọc từng từ một cho cô nha. Con đọc từng chữ một cho cô trước cũng được. Sau bắt đầu mình sẽ ghép lại dần, không sao cả. Được chưa? Không nhãn nha. Lại nào. Great. Great. Đúng rồi, con gắng bật âm cuối cho cô nó xong. Great. Great. Âm cuối nào. Được chưa? Great. Great. Okay. So, we will next week next question. Bắt đầu với câu hỏi tiếp theo nha. How many people are there in your family? Family. Family là gia đình. Câu hỏi con là how many? Có bao nhiêu người? Sao? How many là câu hỏi bao nhiêu nha con? There. Ok, con trả lời nào. Con trả lời đi. My family. Then my family. Six. Six people? Yeah, six people. Vậy thì mình sẽ trả lời là gì nhỉ? Mình có hai cách để trả lời nha. Một là my family là gia đình của tôi. Có 6 người, đúng chưa? My family has 6 people. Hoặc là there are 6 people. Được chưa? Nếu như con bắt đầu bằng my family thì con phải có thêm một động từ vào. Được chưa? Một là từ get mà hai sẽ là từ have. Được chưa? My family has 6 people. Hoặc là nếu như con trả lời là gì nhỉ? There are có nghĩa là gì? Có thì sẽ cộng với số người luôn. Sẽ là there are 6 people. Con hiểu không? Có. Ok, con hiểu rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình trả lời lại cho cô nha. How many people are there in your family? There are six people. Six. Cố gắng tập trung cho cô nào. Đọc lại cho cô nha. Six people. There are six people. Six people. Yeah, đọc cả câu nào. There are six people. There are six people. Không phải say nha. Không phải say. Say giống tiếng Anh có nghĩa là họ. Cái này là there are six people. They are six people. Six. No. Nào. Okay.
Mình sẽ gặp lại nào. Mẹ con nói là gì nhỉ? They are, thấy chưa? Not they. They trong tiếng Anh nó có nghĩa là chỉ người đó con, chỉ một số người, thấy chưa? Có nghĩa là họ, thấy chưa? Họ là những ai đó. Họ. Ừ đúng rồi, họ là những ai đó. Còn bây giờ mình nói là có 6 người thì mình sẽ nói là there are 6 people. Nào. There are 6 people. Yeah, very good. Do you have many friends? The friends là gì nhỉ? Là bạn. Friend là bạn. Đúng rồi. Con có nhiều bạn bè không? Yes. Không? Yes, I do. Yes. Yeah, một là yes, I do. Còn nếu no sẽ là gì nhỉ? Không. No, I don't. Được rồi, con có nhiều bạn đúng không? Sir, who is your best friend? So, who is your best friend? So, who is your friend? Who is your best friend? So, best friend là gì nhỉ? Con biết nghĩa của từ best friend. Bạn thân, thấy chưa? Bạn thân nhất luôn á, thấy chưa? Ai là bạn thân nhất của con? Là bạn nào nhỉ? Đọc tên của bạn Giang. Ừ đúng rồi, mình tên thôi cũng được. Tên của bạn là gì nhỉ? Mai. Bạn Mai đúng không? Vậy mình sẽ trả lời là gì? Cô ấy là Mai thì sẽ là gì nhỉ? CE. Yeah. Cậu biết tên nào? Tên Mai. Yeah. Bây giờ cô có một chút thì cho một vài lưu ý nhỏ thôi cho con nè. Con đọc lại từ she cho cô nào. She. She. Nào, từ she con cố gắng cái âm s đó con cố gắng con bật thật là mạnh hơi cho cô được chưa? Cái này nó gọi là sở nặng á, được chưa? Trong tiếng Anh có hai cái loại là nên là mình cố gắng mình phân biệt được chưa? Nào mình lặp lại nào. She. Ok, con phân biệt từ này cho cô nha. Từ she này, được chưa? Có nghĩa là cô ấy. She. Được chưa? Và được chưa? She. Cô ấy này, chính xác. Thì mình phải bật mạnh lên được chưa? Mình cố gắng mình nói chữ sờ cho nó mạnh lên nha. Còn từ này này, con biết từ này không? Từ này nè. Từ. Rồi, đợi cô chỉ nhìn thấy hoặc là gặp ai đó, được chưa? Nào, con nhìn vào trong cái nhắn chat nào. Con thấy hai cái này chưa? Rồi, nó là đọc, các bạn đều sẽ đọc là C, đúng không? Nhưng mà nè, cô lưu ý nha. Từ cô ấy thì con cố gắng, con đọc thế nào nhỉ? Đọc chữ S thật là mạnh lên cho cô, được chưa? Chữ sở nặng, được chưa? She, cong cái lưỡi lên cho cô nào. She. She. Không, đừng. Con cố gắng con cong. Bài này con cố gắng con ướn cái lưỡi lên cho cô được chưa? Nào. She. Một lưỡi lên. Ướn lưỡi đâu? Ướn cái lưỡi lên. À. Dạ, yeah, đúng rồi. She. Ok. Còn từ C bên dưới nào. Từ C có nghĩa là gặp, nhìn thấy ai đó, được chưa? Thì con chỉ cần đọc nhẹ cho cô thôi cũng được. C, được chưa? She. Được chưa nào? Con cố gắng phát âm thật là chuẩn. Bởi vì là học tiếng Anh mình phải cố gắng mình học cái nhỏ nhất. Mình học từ nhưng mà kèm theo đó là phải phát âm. Nên là mình phải cố gắng mình chú trọng cái phát âm nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay. Con sẵn sàng chưa? Are you ready? Rồi ạ. Ok. Yes. Yes, good. I will share my screen laptop, so if you can see, you hear notice for me. Can. Cô sẽ xem màn hình máy tính được chưa? Để cho con thấy được tài liệu học. Nếu như mà con thấy được cái tài liệu rồi thì con báo cho cô với được không? Dạ.
Yes, quên mất. Còn cố gắng sử dụng tiếng Anh nhiều nha, mình thao tác tiếng Anh nhiều lên hộ cô nào. Mai à? Ủa, chẳng thấy gì ấy nhỉ? Con đợi cô một chút. Ủa? À. Anh con thấy chưa? Chưa, tại em chẳng thấy gì hết. Tối mù. Ok, vừa viên. Em thích tối mù, tối mù. Được chưa con? Chưa mẹ, chưa. À đây có rồi cô ơi. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ học một số từ vựng để các cái phòng trong ngôi nhà của con. Sau đó thì chúng ta sẽ học một đoạn nhỏ, được chưa? Đầu tiên thì là con có biết nghĩa của những từ này không nào? Bây giờ thì con sẽ đọc trước và sau đó con cho cô biết đây là từ gì, nghĩa của nó là gì, được không? Từ nào không biết thì con nói. Con không biết cô, được chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Kitchen. Yeah, kitchen. Là gì nhỉ? Yes. Kitchen. Nó nghĩa là gì con? Phòng. Là phòng bếp. Yeah, phòng bếp. Từ thứ hai nào? Living room. Yeah. Nó nghĩa là gì nhỉ? Phòng gì đây? Phòng khách. Okay. So dining room. Yeah. What is it? Là phòng ăn. Phòng what ăn. Là what phòng ăn. À, phòng ăn. Con sẽ trả lời cho cô là gì nhỉ? Em có hỏi con là what is it? Đây là cái gì hoặc là đây là gì? Mình sẽ trả lời là it is the dining room. Okay, từ này mình sẽ đọc là dining room. Dining room. Okay, dining room. Dining room. Nào, nói cho cô nào. Dining room. Dining room. Okay, very good. Tiếp nào. What is this? This is bedroom. Yeah, good. Đó là phòng gì con nhỉ? Là phòng ngủ. Ok, phòng ngủ. Tiếp nào. So, this, what is it? This is... bathroom. Recording in progress. Con ơi. Là bathroom. Là gì con? This is bathroom. Yeah, nó có nghĩa là gì nhỉ? Là phòng tắm. Phòng tắm. Okay. Phòng tắm. Con đọc lại từ này cho cô nào. Bathroom. Bathroom. Dạ, yeah. Con có nhìn thấy cái từ ở giữa này không? Chữ thờ đúng không? Tiếng Việt mình gọi là chữ thờ. Được chưa? Con cố gắng phát âm cả từ này cho cô này nha. Mình sẽ đọc là, nếu mình đọc chậm này, nó sẽ là bathroom. Mình đọc nhanh cho cô nha. Bathroom. Bathroom. Dạ, yeah, lại nào. Bathroom. Con cố gắng bathroom. Con cố gắng con đưa cái lưỡi ra ngoài một chút cho cô nha. Nào. Bathroom. Một chút thôi, một chút thôi, một chút. Bathroom. Nào, vẫn chưa có âm nào. Nào, mình đọc lại nào. Bathroom. Âm bathroom. Yeah. Được chưa? Bathroom. Bathroom. Room. Yeah. Nào, cái này nào. Is it a garden? Garden, yeah. Nó là gì nhỉ? Là khu vườn. Khu vườn, chính xác rồi. Khu vườn, nào. À, bây giờ thì cô sẽ cho con nghe một cái đoạn băng nhỏ nhỏ nha. Con nghe mọi người đọc, sau đó con đọc lại cho cô được không? Yes. Yeah, very good.
Đoạn băng nhỏ. Sao lại có thể rẻ như thế được? Quá sốc. Cái gì nhỉ? Quảng cáo hả? À. Chờ cả lên nữa. Con nhìn thấy màn hình của cô không? Con có. Ok. Dần lên. Kitchen. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Yeah, very good. Garden. Garden. Yeah. Listening 83. Listen and chant. Bây giờ mình sẽ nghe họ đọc 3 lần và sau đó con chỉ cần nói chung rồi. Được chưa? Con nghe con hiểu nào? Người sẽ làm cho con 3 lần. Được chưa? Nhưng mà con chỉ cần đọc lại cho con 1 lần thôi. Nghe nhá. Kitchen, kitchen, kitchen. Yeah, đọc lại nào. Kitchen. Kitchen. Vậy thì cô nhớ là mình đang còn một từ đúng không? Vậy thì từ kitchen nó sẽ đọc là gì nhỉ? Kitchen. Nó sẽ là gì? Con ơi. Kitchen là phòng bếp. Còn có một từ tương tự là gì nhỉ? Mà con bọn từ gì nhỉ? Dining room. Không. Dining room. Không không, một từ mà rất là đọc rất là giống với kitchen mà các con rất là dễ bị nhầm. Con biết nè. Con biết là gì nhỉ? Kitchen thì nó có nghĩa là phòng bếp, được chưa? Phòng bếp. Ờ ok, phòng bếp. Vậy thì con đây còn một từ nữa là gì nhỉ? Thì con gà đọc là gì nhỉ? Chicken. Yeah, very good. Con cố gắng nha, đừng để bị lộn được không? Vâng ạ. Ừ, nhà. Yeah, từ này mình sẽ đọc là kitchen. Nó có nghĩa là phòng bếp, được chưa? Tiếp nha. Living room, living room, living room. Living room là gì nhỉ? Đọc cho cô nào. Repeat. Đọc lại nào. Nó đọc là gì nhỉ? Living room. Living room. Ok, lại nào. Living room. Living room. Ok, nghe tiếp nha. Dining room, dining room, dining room. Repeat now. Dining room. Dining room. Dining room. Yeah, good. Bedroom. Bedroom, bedroom. Bedroom. Okay. Bedroom. 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 Okay, bedroom. Con cố gắng tập trung cho cô nha. Bathroom. 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 Đúng rồi, con cố gắng đọc ở giữa cho cô nha. Bathroom. 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 Mình cố gắng mình đưa cái đầu lưỡi kia ra ngoài một chút, được chưa? Bathroom. Đặt mình sẽ phát âm được. Tại nào? Bathroom. Yeah, cố gắng nha, để tập nhiều nha con.
Yeah. Bathroom. Garden. 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 Yeah, garden. Garden. Okay, garden. Bây giờ mình sẽ quay lại bài học. Bây giờ sẽ là một đoạn nội thoại, thấy chưa? Con thấy đọc đầu nào. Ừ, con thấy đọc cho cô đoạn đầu này. Một câu này thôi. Look. I. Yeah. Con đọc nào. Look. Ừ, rồi con đọc được không nào? I. Good. Good. Nào, got. Yes. Mẹ không phải good. Got. 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 Ok, nó có nghĩa là gì nhỉ? Có hoặc là nhận được cái gì đó, được chưa? Tiếp theo nào, từ này mình sẽ đọc là gì? Listen and repeat. Certificate. Chicken. No, lắng nghe nào. Con sẽ đọc từng từ một cho con nhá. Đọc rõ luôn cho con này. Certificate. Certificate. No, bây giờ mình sẽ đọc nhanh lên nha. Certificate. Lại nào, cố gắng nha. Certificate. À, mình nhìn vào từ nha, mình cố gắng mình nhìn vào từ nào. Certificate. Certificate. Ok, bây giờ mình sẽ đọc nhanh nào. Certificate. Certificate. Yeah, good. Nó có nghĩa là gì con biết không? Nha. Yeah. Ok, nó có nghĩa là giấy chứng nhận hoặc là giấy khen, được chưa? Đúng rồi, giấy chứng nhận hoặc giấy khen. Đọc lại cho cô nào. Certificate. 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 Mình cố gắng mình phát âm nào. Cố gắng mình phát âm nha. Certificate. Certificate. Yeah, đúng rồi. Lại nha. Certificate. Certificate. Ok, mình cố gắng mình luyện phát âm nhiều lên nha con. Tiếp. Cái này mình sẽ đọc làm gì nhỉ? Bây giờ con đọc được cả câu chưa? Con đọc mẫu cho con nha. Look, I got certificate for good work at school. Mình đọc lại nào. Look. Look. Đúng rồi. I've got. I've got. A certificate. A certificate. Yeah. For good work. For work. Work. For good work. Good. Work. Okay. Mark. A screw. A screw. Bây giờ mình đọc cả câu nha. Look. Look. Okay. I've got a certificate for good work. A screw. Wait, yes, I do. Repeat. Lại nào. Look. Look. I've got a certificate. Lại nha. Một lần nữa nha. Cố gắng tập trung nha. Một lần nữa nào. I've got a certificate. I've got a certificate. Yes. A certificate. Certificate. So certificate.
Yeah, mình cố gắng nhớ nha. Certificate. Certificate. Yeah, for good work at school. Work. Yeah. School. Okay. Xuống câu bên dưới nào. Có biết cái này không? Well done. Okay. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Nó có nghĩa là làm tốt lắm, được chưa? Hoặc là giỏi lắm, được chưa con? Làm tốt lắm. Ừ, làm rất tốt hoặc là làm tốt lắm, giỏi lắm, được chưa? Well done. Nào, tiếp tục nào. Well done, Rosie. Rosie. Ok, đọc cả câu nào. Well done, Rosie. Well done, Rosie. Yeah, go and show your family. Go and show your family. Yeah, very good. Tiếp theo nào. Con nào từ này cho cô nào. Từ này rất là dễ. Where? Grandma. Yeah. Is now. Is she? In the kitchen. Okay, good. Bây giờ mình lặp lại nha. Where's grandma? Mình đọc nó. Chị ơi, tập trung nào con. Where's grandma? Okay. Is she in the kitchen? Is she in the kitchen? No, she isn't. Okay, good. Okay. Are Dad and Billy in the living room? Dad, đi đó con, được chưa? Ba đó. Are Dad and Billy in the living room? Jan and Billy. In the living room. In the living room. Yeah. No, they ask. No. They are. No, say are có nghĩa là họ có rồi đó. No, say are. Cái này mình đọc là gì nhỉ? No, she isn't. Cái này mình sẽ đọc là no, say are. No, doesn't. Okay, very good. Cô sẽ ngừng share màn hình ở đây. Okay. Bởi vì là, you know. Recording progress. Con đâu rồi, chị ơi? Okay. Bởi vì là thời lượng có hạn nên là buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Sau buổi học ngày hôm nay cũng như tất cả các buổi học khác thì tất cả các bạn video buổi học ngày hôm nay sẽ được ghi lại và sẽ được gửi cho phụ huynh của con cũng như là gửi cho con để con có thể xem lại và học lại, được chưa? Nó sẽ giúp phụ huynh giúp con trong việc học. Con có đồng ý không? Yes. Okay, very good. Cô có một lưu ý nhỏ cho con nè. Con cố gắng con học phát âm nhiều lên cho cô nha. Mình cố gắng, mình đọc. Lúc đầu mình không đọc được kìa, mình cứ đọc từng từ từ một cũng được. Sau đó bắt đầu mình tập dần lên, đọc nhanh dần lên, được chưa? Cố gắng nha. Một điều nữa là cô sẽ gửi cho con một bản đánh giá kết quả học ngày hôm nay, được chưa? Đánh giá trình độ tiếng Anh của con theo cung bậc của châu Âu, một bản nội dung bài học ngày hôm nay cùng với lại là giáo trình và thiết kế lộ trình học cho con sắp tới. Con có đồng ý không? Yes. Okay, rất vui vì được làm quen cùng con, được chưa? Nice to meet you. And do you have any question? Next question. Nào không? Do you have any question?
Con có câu hỏi nào cho cô không? Là có hay không? Nhờ. Nhờ, ok. So, goodbye. Goodbye. Ok, goodbye. See you again. Okay. Yeah.